Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Trước ngày lâm bồn, mẹ Hồ Ngọc Hà bất ngờ vạch trần con người thật của Kim Ný. Đây là lần hiếm hoi mẹ Hồ Ngọc Hà tiết lộ về con người thật của Kim Ný, cũng như mối quan hệ giữa hai bên gia đình. Câu chuyện tình yêu của Hồ Ngọc Hà và Kim Ný nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của khán giả kể từ ngày công khai. Không chỉ người hâm mộ, gia đình hai bên cũng hân hoan và vui mừng. Thậm chí phụ huynh cũng di chuyển giữa hai nước để gặp gỡ, kết thân với nhau. Sau một thời gian ngắn yêu nhau, bạn trai của nữ ca sĩ giống như một thành viên trong gia đình cô. Kim Ný thường xuyên xuất hiện ở căn biệt thự. Mọi dịp đi chơi, du lịch với người thân thì anh cũng luôn có mặt. Thông qua các khung ảnh, khán giả thấy rõ giữa anh và ba mẹ Hồ Ngọc Hà, Su Bèo dường như không có khoảng cách xa lạ. Thậm chí, cô Ngọc Hương, mẹ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, còn dành nhiều lời có cánh mỗi khi tương tác với con rể trên mạng xã hội. Từ khi biết thông thạo tiếng Việt thì nam diễn viên cũng xưng hô bằng mẹ khá thân mật mới đây nhất. Phụ huynh còn tâm sự với báo chí khi được hỏi đến Kim Ný. Tôi rất quý trọng điều đó, Kim Ný đơn giản và thật thà, chất phác và thẳng thắn. Kim Ný chịu thương chịu khó làm ăn, đặc biệt là yêu thương con gái mình. Tôi nghĩ điều đó là đủ với Hồ Ngọc Hà. Tình cảm của cặp đôi ngày một tốt hơn cũng nhờ vào sự ủng hộ của ba mẹ hai bên. Dù khác biệt về mặt ngôn ngữ nhưng hai gia đình vẫn có thể gặp gỡ, ăn uống, sống chung nhà trong một thời gian và sinh hoạt vui vẻ bên nhau. Mẹ Hồ Ngọc Hà cho biết phụ huynh Kim Ný là những người đức độ, có trình độ cao. Cô Ngọc Hương từng đăng ảnh bà xui và bày tỏ trong khoảng cách mênh mông vẫn xích lại gần nhau được. Cùng thức dậy, cùng đi bộ ngắm cỏ cây, cùng nói chuyện, hiểu nhau chủ yếu bằng động tác tay chân lắc đầu vẫn vui. Đến hiện tại, cả nhà và khán giả đang cùng Hồ Ngọc Hà, Kim Ný mong chờ thành viên mới chào đời, hy vọng rằng gia đình nhân vật chính sẽ có những buổi tiệc hay lời thông báo cụ thể tin vui đến người hâm mộ. Khoảng nửa năm nay, thông tin nữ ca sĩ lên chức lần hai và đang mang thai song đôi cho Kim Ný đã được rất nhiều lời chúc phúc từ mọi người. Tuy nhiên, người trong cuộc hạn chế nói đến tin vui này và mỗi khi xuất hiện đều diện trang phục khá rộng để che chắn vòng hai của mình. Sau khi kết thúc các sầu diễn trực tiếp thì nữ ca sĩ bất ngờ xác nhận việc mình đã tạm ngừng công việc một thời gian. Nghĩ lại thấy mình cũng thật vất vả. Thế nhưng điều mình có lại được lớn lao vô cùng. Từ tình cảm của anh chị em trong nghề, từ ekip, từ báo đài và đặc biệt khán giả, em nuôi về ẩn vài tháng cho chính cuộc sống của em một chút. Biết đâu em sẽ máu hơn, điên hơn và lại tưng bừng trên sân khấu nếu mọi người vẫn cho phép. Đó là chia sẻ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.